kiến nha. Lâu quá mới thay kiến này lại anh đi. Kiến nó mù quá nè, biết không? Nó theo cái đường của nó mù nó thôi. Nó ăn gì ta? Nó đang ăn. Nó đang ngậm gì? Nó bỏ vô một cổ. Nó cất nhà kìa. Nè. Ừ, sao chỗ này nè.